Xin kính chào quý vị. Hiện tại thì em Thiện đang có mặt tại Thanh Xuân, Hà Nội để chuẩn bị giới thiệu đến cô chú anh chị mình bất động sản đang được chào bán hơn 8 tỷ. Nhưng là căn góc đã sẵn 4 tầng, ngõ ô tô tránh nhau chạy qua chạy lại thoải mái luôn. Mời các bác sẽ cùng xem ạ. Đầu tiên thì em Thiện xin mời quý vị xem thật kỹ cái con ngõ trước nhà. Nhà này có hai mặt ngõ. Một ngõ đang mở cửa thì là ngõ hai ô tô tránh nhau. Còn lại ngõ bên hông thì ba ô tô tránh nhau và đậu, dừng đỗ ngày đêm. Chúng ta không cần phải gửi xe vào bãi luôn. Kích thước thửa đất thì có mặt tiền chính rộng ngang là 5m4, phía sau nở hậu là 5m7. Chiều sâu và cũng là mặt bên hông thì có kích thước là 9m. Nhà có mặt tiền rộng nên là hiện tại có mở hai cửa đi ạ. Đây cũng là một tài sản nhà đã qua sử dụng rồi quý vị ạ. Nhà xây khung cột bê tông 4 tầng, không phải nhà mới ạ. Vị trí ngõ trước nhà là con ngõ thông ô tô, có thể đi vào từ nhiều hướng, gần nhiều trường học, trẻ em có thể đi bộ đi học được luôn. Nhà phù hợp để ở hoặc là kết hợp làm văn phòng, làm địa chỉ ship hàng kinh doanh online. Bất động sản này thì có sổ đỏ chính chủ, có pháp lý đầy đủ giấy tờ. Tổng diện tích đất là 48,4m2. Tuy nhiên, theo cái bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 của thành phố thì đã có chỉ giới đỏ và vẽ thẳng vào sổ rồi. Nhà mình bị quy hoạch mất 18,4m2, còn lại 30m2 là không bị quy hoạch. Chúng ta lưu ý là còn 30m2 là không dính quy hoạch nhá. Sổ đỏ vẽ chỉ giới theo bản đồ chi tiết nên là rất yên tâm ạ. Nếu như mà dự án được triển khai thì 30m2 còn lại của nhà sẽ được ra mặt đường rộng hơn và nhân giá trị lên. Còn nếu không triển khai thì ngõ trước nhà mình cũng đã là 3 ô tô tránh nhau rồi, mà lại còn sử dụng được cả 48,4m2. Do đó thì phương án nào cũng là có lợi ạ. Thửa đất bị dính quy hoạch nhưng phần diện tích còn lại cũng vẫn ổn, đã cắt chỉ giới rõ ràng và bao nhiêu mét. Vậy nên em Thiện cũng xin phép giới thiệu và cung cấp thông tin đầy đủ để cô chú anh chị mình chọn lựa. Nếu không mua thì mình cũng có thể là mình tham khảo ạ. Quý vị ơi, trên đất này có sẵn nhà đã dựng xây 4 tầng. Bố trí tầng 1 này là phòng khách, tầng 2, tầng 3 mỗi tầng 2 ngủ. Tầng 4 là phòng thờ sân phơi. Như vậy thì nhà mình có thể sử dụng được là 4 ngủ. 2 phòng ngủ ở tầng 2 thì sẽ có nội thất, còn lại 2 phòng ngủ ở tầng 3 thì chưa. Đồ đạc hiện trạng có điều hòa, có giường tủ. Quý vị có thể xem kỹ trên video nha. Bên cạnh cái ưu điểm là ngõ rộng thì nhà mình còn có lợi thế là thoáng ba mặt. Sau nhà thì cũng là diện tích vỉa hè cây xanh. Phòng nào cũng có cửa sổ thoáng. Thoáng cả cầu thang, phòng trước, phòng sau luôn ạ. Giá tổng của căn nhà đất này đang được chính chủ mong muốn bán hơn 8 tỷ. Quý cô bác anh chị quan tâm xin mời đến tham quan. Nếu phù hợp thì mình trả giá, thương lượng trực tiếp với cả chính chủ. Chúng ta có thể là xem xét đầy đủ mọi góc cạnh bất động sản này. Tài sản mà quý vị xem trên đây thì có địa chỉ nằm tại địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Nhà mình thì nằm trong khu phân lô của tập thể cán bộ công an. Ngõ bàn cờ chạy vòng quanh. Nó gần như là một khu biệt lập, sạch sẽ, an ninh. Từ nhà mà đến ngã tư sở có khoảng cách là hơn 1 cây số ạ. Như vậy thì em Thiện đã vừa thông tin tới cô chú anh chị và các bạn căn nhà phố ô tô vào. Đã sẵn 4 tầng tại Thanh Xuân, Hà Nội. Diện tích đất là 48,4m2, công năng là 4 ngủ, 3 mặt thoáng, 2 mặt tiền, đường 2-3 ô tô tránh nhau, ngõ thông, khu phân lô, đã có chỉ giới đỏ rõ ràng, thông tin minh bạch, giá hơn 8 tỷ có thỏa thuận, vừa có thể ở, vừa có thể làm văn phòng hoặc là mua giữ tiền. Nếu như quý vị đang cần tìm mua, tìm tham khảo nhà, xin kết nối em Thiện đất 0902-661-999 ạ. Em sẽ cung cấp đến quý vị lựa chọn phong phú, thông tin chân thực, hỗ trợ mọi bước đi cần thiết để giao dịch được an tâm, an toàn. Em xin trân trọng cảm ơn. Kính mời quý vị quan tâm đến căn này sẽ tiếp tục xem các tầng trên ạ.